cũng nguyên Quế thôi. Em ở Vũng Tàu chị. Ủa vậy không phải vô miền Tây. Dạ không, em miền Đông. Em có nhận lại thôi là em miền Đông. Góc miền Bắc với miền Trung. Lộn xộn. Cái giọng nó lộn xộn lắm. Cho nên cái giọng bị lộn xộn. Giọng không ra miền Nam. Đông là Tây Ninh à? Hả? Miền Đông là Tây Ninh. Không biết. Miền Đông là Tây Ninh đó chị. Tây Ninh là gì? Muốn miền Đông. Tây Ninh là miền Đông. Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, miền Đông. Miền Đông. Vũng Tàu nữa, miền Đông. Duyên Hải miền Đông, Duyên Hải cái gì? Không có Duyên Hải miền Đông à? Duyên Hải miền Trung. Duyên Hải miền Trung. Duyên Hải miền Trung. Rồi Duyên Hải miền Bắc. Không. Ủa kỳ vậy? Biển nguyên giáp dòng vậy Duyên thì Hải là bên biển. Thì Duyên Hải, ủa biển em cũng là Duyên Hải, xong là Duyên Hải miền Đông ta. Chưa hầu nó quên cái này ta, đúng rồi. Đúng không? Bờ biển mình dài dài xuống kéo xuống dưới mà. Duyên Hải miền Bắc đúng không chị? Có Duyên Hải miền Bắc đúng không? Nào, bây giờ đố khán giờ đi. Có Duyên Hải miền Bắc không? Bắt đầu. Giờ địa lý bắt đầu nào. Duyên Hải biết là Duyên Hải miền Trung. Duyên Hải miền Trung. Sao miền Trung sao gọi là Duyên Hải ta quên rồi. Sao Google gấp kìa con thiếu ba thì á. Hết tai gờ rồi. Duyên Hải miền miền Tây Nguyên. À thế là như thế luôn. Duyên Hải dùng cho biển chứ. Tây Nguyên núi thì trên Tây Nguyên nguyên nó cũng có mấy cái hồ đó, hồ lớn như biển đó. Ủa, tôi nghe hai cái đứa này cũng xong từ đâu đâu. Tây Nguyên không phải không biết đẹp ở đâu đúng không? Chỗ nào có hồ? Biển hồ Gia Lai. Biển hồ Gia Lai hả? Trên đường đi xin tour kiểu Minh Tuấn mở lớp dạy địa lý. Ờ đó bự mà nó thầy giáo địa lý gọi tên kiểu Việt Nam có núi lửa. Việt Nam mình có núi lửa chứ. Ở Tây Nguyên. Có biển hồ Đắk Lắk. Biển hồ Gia Lai hay Đắk Lắk? Gia Lai. Cảm ơn biển hồ Gia Lai. Rồi các em lẻo lử quá à. Ủa sao lẻo lử? Rồi biển hồ Gia Lai nè. Ở cái gì nhỉ? Biển đảo Lý Sơn cũng là giống là cái biển. Biển là biển mà hồ là hồ ấy sao biển hồ. Cái tên nó là cái biển cái hồ mà nó bự quá nhưng một cái bờ biển người ta gọi là biển hồ. Đúng rồi, sao thật bị lý giỏi lắm đúng không? Đúng rồi, dạ. Mà nó rộng quá, gió nó buồn bập quá. Cái là bắt đầu nó có sóng, nó tạo sóng, gần sóng. Sóng hồ. Người ta gọi là sóng biển hồ. Thiệt mà. Phải không? Trời ơi, con ơi. Tỉnh mà đi. Tỉnh đi, không thiệt thòi đâu. Sóng biển hồ. Sóng biển hồ. Tiếng sóng biển hồ. Nghe bài đó chưa? Chưa. Nghe cái tiếng sóng biển à? Đi sóng biển hồ. Có tiếng sóng biển hồ luôn. Đi sóng biển hồ là quán karaoke sao? Biển hồ. Biển hồ. Việt Nam mình có nhiều miệng núi lửa lắm chứ bộ. Có núi lửa. Có. Hồi nãy em nói đó cái gì đó. Đảo Lý Sơn nè. Đảo Lý Sơn là trên bành núi lửa hả? Không, núi lửa luôn. Trên cái miệng núi lửa luôn. Nó có cái hồ đó luôn. Nhiều lắm á, tại mình không biết á. Còn bên chỗ mà Đắk Lắk, Kon Tum, Gia Lai là cũng có nhiều á.